Ok, chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube Cá Voi Gaming của mình. Và chào tất cả các bạn cũng như quý anh chị quý khách đã đến với tiệm lẩu nhà hàng khách sạn Lá Chầu Bồn. Đây là những hình ảnh trong nhà hàng khách sạn Lá Chầu Bồn của mình. Thôi mình sẽ vào vấn đề chính để hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Hiện tại chúng ta đang gặp một cái vấn đề như thế này. Đó chính là cái điểm thức ăn. Đây, làm sao để có cái điểm thức ăn này nhiều nhất để chúng ta nâng cấp lên cái bạc ngọt đúng không? Thì ở đây nó sẽ có một cái dòng ghi chú nè, chúng ta bấm vô cải thiện nè, là cách để chúng ta có thể là kiếm được cái điểm thức ăn á, là chúng ta sẽ sáng tạo thêm cái món mới, nước lẩu mới hoặc nâng cấp món ăn có thể cải thiện điểm phục vụ của các bạn. Đây, vậy chúng ta xác định là sáng tạo thêm món mới nè, và nước lẩu mới và nâng cấp thức ăn là ba cái để chúng ta có thể kiếm được cái điểm thức ăn này. Vậy chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng cái nha. Thì cái đầu tiên là mình muốn nói đến là các bạn hãy để ý con mèo nào phát sáng thì các bạn nhấp vô là để chúng ta lấy những cái nguyên liệu này. Đây, những cái nguyên liệu này nhá. Thì khi các bạn lấy được những cái nguyên liệu này, các bạn vào phần sáng tạo thì các bạn hãy chế tạo ra cho mình những cái món ăn, những cái nguyên liệu mới. Đây, những cái nguyên liệu mới. Ok chưa? Thì sau khi sáng tạo xong rồi thì các bạn vào phần thực đơn và các bạn tìm đến cái món ăn mà các bạn vừa sáng tạo á. Đây, mình sẽ ở đây nè. Đây, cái món ăn này này ha. Rồi chúng ta hãy nâng cấp lên. Đây, nâng cấp lên cho mình. Đó, thì nó sẽ tăng được cái điểm thức ăn nha. Trong thời gian mà các bạn để cho con mèo nó cho mình nguyên liệu á, thì các bạn hãy ra ngoài sảnh ha. Và các bạn tìm đến cái máy chơi game nè. Đây, thì bạn nào mở được cái máy chơi game á, thì các bạn hãy tận dụng nha, các bạn bấm vô. Và chúng ta hãy thực hiện một cái thử thách, đó chính là thử thách là gấp thú hoặc là thử thách là xếp hình. Ở đây mình sẽ gấp thú nha các bạn. Đây, các bạn gấp cái gì cũng được, các bạn trong thời gian miễn là các bạn gấp được càng nhiều là càng tốt nha, để chúng ta được nhiều cái thẻ để chúng ta đổi á. Mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này. Thì sau khi các bạn đã gấp thú xong thì các bạn bấm vô cái chữ trao đổi nè. Thì ở đây các bạn hãy trao đổi những cái vật liệu này cho mình nha các bạn, để chúng ta nâng cấp món ăn nè. Các bạn đổi nè, đây, đổi, đổi, đó, đổi thật nhiều cho mình, đổi thật nhiều cho mình, đó, đó, đổi ha. Đây thì các bạn nghe rồi, sau khi đổi xong á thì các bạn có thể là vào phần sáng tạo nè. Đấy, để chúng ta tiếp tục chúng ta chế tạo nha. Đó, sau khi chế tạo xong thì chúng ta lại vào phần thực đơn và chúng ta tìm đến cái món ăn hồi nãy mà chúng ta vừa chế tạo, nó nằm ở bên phần nguyên liệu của các bạn. Đây, thì các bạn hãy nâng cấp lên cho mình nha. Nâng cấp lên. Nâng cấp. Ok chưa? Với còn một cái cách nữa là các bạn hãy vào phần sáng tạo nè. Rồi các bạn vào phần là nước lẩu. Đây, thì ở đây thì các bạn hãy chế tạo cho mình 5 cái chai có đủ các vị nè, chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Thì mình đã có cái clip hướng dẫn các bạn chế tạo những cái gia vị này ở cái clip trước rồi. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại những cái hướng dẫn trên kênh YouTube của mình. Rồi, sau tiếp theo đó còn một cách nữa. Các bạn thấy hình biểu tượng cái lá không? Cái lá đây mà các bạn thu thập được trong cái quá trình mà sáng tạo món ăn, các bạn ấn vô trao đổi nè. Rồi sau đó các bạn hãy đổi cái túi này cho mình. Đấy, để chúng ta lấy những cái món ăn á, các bạn đổi thật nhiều là càng nhiều càng tốt nha. Đó các bạn. Rồi, mình lên bạc 1 luôn rồi. Thì ở đây các bạn, thì các bạn để ý cái số này cho mình nha, 4849 đúng không? Thì bây giờ nè, mình sẽ nâng cấp lên thì nó sẽ có một cái sự thay đổi nha. Thì ở đây các bạn vào phần là sáng tạo ha. Rồi các bạn, xin lỗi các bạn vào phần là thực đơn nè. Rồi các bạn chọn đến những cái món ăn mà hồi nãy các bạn vừa đổi, các bạn nâng cấp lên cho mình hết ha. Ở đây á, mình nâng cấp được 5 sao nha. Còn các bạn có thể là nâng cấp được đến 4 sao á, vì có một cái số tính năng á, các bạn chưa thỏa mãn yêu cầu á, thì các bạn không thể nào nâng cấp cái món ăn lên được 5 sao nha các bạn. Đây, mình sẽ nâng cấp lên hết 5 sao. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra cho các bạn xem rồi nha. Đây. Đó, cái này nó đã lên 5113 rồi đúng không? Nó khá là nhiều, rất là đơn giản đúng không? Đó, các bạn cứ làm những cái bước vừa rồi cho mình là thực hiện được nha. Đây, mình sẽ mở được cái sân khấu rồi nè. Đó, ghê chưa?
hồi nãy là mình ban đầu là mình chưa lên lên được bậc một, các bạn sau một hồi thì mình đã lên được bậc một và mình đã mở được cái sân khấu rồi nè. Ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khán giả có thể xem những cái nghệ sĩ họ múa ở đây nha, cách để cho nghệ sĩ có thể đứng trên sân khấu để múa nha. Rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.